Rồi bây giờ nè nó đổi màu rồi ha. Sau khi Dạ. đổi màu bây giờ mình sẽ đổi cái ưu tiên. Hiện nay nó đang ưu tiên cái sàn, nó cái sàn nó lấn ở đây nè. Thì ra chỗ này mà là dầm mới đúng đó. Thì mình chọn vô cái sàn ha, rồi mình chọn cái zone nè, chưa đó, mình chọn là width zone được chưa, mình chọn width zone nè đó, chọn cái sàn và chọn cái dầm, cái sàn và chọn cái dầm đó, nó sẽ đảo ngược lại cái vị trí ha, nó sẽ đảo ngược lại cái vấn đề gì về sàn cái dầm được chưa. Đó, sàn cái dầm đổi gì đó, sẽ có ha, có cái đường trên đây là đúng nè. Đó. À. Rồi, được chưa? Đó, vô gì đó. À. Đây là cái sàn. Sàn đã được vô như vậy. Thì dưới đây ha, dưới đây mình sẽ có cái vấn đề về kết cấu nè. Về cái thống kê, nhiều thống kê cho nó, thống kê cái sàn cái dầm đó. Đây dù mình thống kê dầm này, dầm trước tơ phim nè đó, ok đó, mình phải thống kê cho nó dù chiều dài khối lượng nó là bao nhiêu. Cái này thống kê khối lượng hả chị? Cái này là theo khối. Rồi ở đây có khối lượng nè. Rồi, cái mắt, là cái đánh số tự đại kiện một và kiện hai gì đó. Rồi, đây là tên, đồ family nè, file nè. Rồi. Vậy đó. Khối lượng, ok. Đó, nó ra những cái dầm như thế này. Sao kéo không được. Rồi, đó là cái khối lượng ha, khối lượng về cái tâm. Đấy, phải đặt thêm nhiều thông số khác. Len chiều dài chiều rộng như đó. À. Chưa? Rồi số liệu. Rồi tên đó, thai. Rồi. Đó. Cho nó vào cũng ok. Đó. Ha. Là gì? Đó, ở đây cái dầm 200, 200, 300 này. Đó, thì ra khối lượng của cái này ha. Dạ. Khối lượng của dầm, mình có thể gom nó lại. Gom nó lại nè. Rồi, đóng ok, cộng dồn với nó. Đó, cộng dồn với nó. Vô đây mình cộng dồn với nó ha. Cộng dồn, đóng ok. Đó. Nhiều len cũng còn cầm luôn. Ok. Đó ha, đây nó tính nè. Đây này nó có một cái loại dầm thôi. Đó, dầm cho nên nó tính là 250 khối nè, được chưa? Khối cái dầm đó, có loại khác thì nó sẽ có cái khác đây. Đó, cái lượng bê tông. Và cái lượng sàn cũng phải tính nha. Đó.